mẹ với con cũng hòa thuận, vui vẻ, cũng hay chia sẻ. Hay quá nha. Còn với anh thì không biết là có điểm nào mà mẹ chưa hiểu ý anh không? Muốn ba mẹ là bỏ cái bao bọc hai đứa tụi con nữa. Tại vì tụi con lớn rồi, tụi con sắp có con nữa rồi. Vợ giống như tiểu thơ, từ nào giờ là được bao bọc ba mẹ bao bọc. Giờ con về cũng vậy. Nên là ý muốn ba mẹ là bỏ chút thời gian nhỏ thôi để riêng cho ba mẹ nữa. Để tụi con còn bước ra xã hội, tụi con làm cha làm mẹ, để chăm sóc con tụi con sau này nữa. Bảo bọc quá rồi hư. Nhưng mà không biết là anh với vợ mình có chuẩn bị gì cho tương lai của gia đình hoặc là cho đứa bé sắp chào đời chưa? Dạ có, cũng như là sắm đồ đạc rồi chuẩn bị đủ thứ rồi, ngay cả nơi mà mình tính sinh đó. Còn có cũng đã chọn 50 trước ngày nữa nè. Dạ. Cũng chọn địa điểm để sinh em bé xong xuôi hết rồi. Giờ chỉ chờ đến ngày thôi. Có bao giờ mà vợ chồng cãi nhau trước mặt mẹ vợ không? Dạ có, 2-3 lần. Xong mình không tránh đi mình cãi trước mặt mẹ vợ. Tại vì trong gia đình là tiêu chí gia đình là trên hết, là lúc nào cái chuyện gì cũng phải có ba có mẹ đứng ra nghe. À, mà cãi là cãi phải cãi là phải cãi cho tới cho tanh cái câu chuyện ra để được biết ai đúng ai sai. Nhưng chứ mà không... người ta thường nói là điều gì vợ cũng nên đúng đi, để cho mình phải cãi ta. Sao được, nào là cái đó chứ. Có những đúng cái là nó ngoài tầm kiểm soát, mình phải nói cho hiểu chứ không phải là cãi. Nhưng mà những lúc đó thì căng thẳng như vậy thì mẹ là người sẽ bên ai? Mẹ không bên ai hết, mẹ nói chung là mẹ thiên về bên đúng thôi. Có giờ mà mẹ xử con sai lần nào chưa? Dạ chưa. Mẹ bên không à, cho con gái mẹ là sai không? Con gái mẹ nên gái mẹ con gái mẹ cứ mẹ bên anh thiên không tám ngày mất tường. Trời ơi, cưng con rể quá. À, mà cưng con rể luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô đến chương trình này, cô mong muốn nhắn nhủ với anh điều gì? Mẹ mong muốn vợ chồng con là cũng giữ lửa như ngày nào. Dạ. Y vậy hạnh phúc là cha mẹ vui vẻ. Dạ. Không cần tụi con lo cho cha mẹ cái gì nhiều hết. Tại vì giờ mình còn trẻ, rồi chừng nào già thì con lo tiếp. Nhưng mà anh là mấy năm rồi mới có em bé cô? Gần 5 năm à. Con nó bị bệnh hổm một lần là đi nhà thương nằm một tháng trời sốt. Do bị gì cô? Con không biết con gì cắn ngay chỗ cái giò đó mà nhiễm trùng. Chào mẹ vợ con rể. Dạ, con chào cô, em chào anh ạ. Chào Lê Lộc. Dạ, dạ. Hôm nay có món quà nhỏ đến tham gia chương trình tặng anh Lê Thảo. Cái này là gì vậy cô hả? Bánh tráng muối chặn bàn, sẵn. Mình lên đinh xuống hả? Dạ. Trời ơi, ngon quá, cảm ơn nhiều. Nè, Lê Lộc ăn đi con bánh tráng đó con. Dạ. Xin mời gia đình giới thiệu về mình. Chào Dương Linh. Chào Lê Lộc. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 54 tuổi, ở thị xã Trắng Bàng và xã Phước Bình, ba xã cánh tay ở vùng sâu. Đến đây tham gia chương trình. Dạ. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, chào chú Nguyên Linh. Chào Lê Lộc. Dạ. Con tên Nguyễn Văn Thiêm, nay 31 tuổi. Dạ, anh làm rể của mẹ được bao nhiêu năm dạ, rồi? Làm rể của mẹ được hơn 4 năm. À. Dạ. Mình có mấy cháu rồi anh? Có bầu được 8 tháng rồi. À, dạ, chúc mừng gia đình anh nha. Dạ. À, khi mà lần đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy chàng rể này thì có ấn tượng gì không? Tại vì con đi làm bên Nhật. Dạ. Quen trên Zalo. À. Rồi nhìn trên Zalo á, con á, nó mới giới thiệu. Nhìn con thấy con hiền, dễ thương. Con gái á, thì nói thì mẹ chọn đi, chừng nào mà mẹ thấy được á, thì con chịu làm quen con. À. Mẹ thấy không được thì thôi. Nói thôi con quen đi, dòm dễ thương hiền hậu mà dòm cái cặp chân mày của nó khác khó tính. Giống ba. Dạ. Cũng được. Rồi lúc đó là mình chỉ nhìn qua điện thoại thôi hả cô? Điện thoại trên Zalo thôi. Dạ. Không biết mặt con. Sau 3 năm đi làm về. Dạ. Rồi mới ra sân bay rước con. Có nội có ngoại đồ đi đông lắm đi rước. Dạ. Mà không có biết mặt chàng rể. Tới hồi ra sân bay đón, mặc áo đỏ sọc đen. Dạ. Mà không có mặc áo đỏ sọc đen, ngoại đồ dòm lên cứ hả ai xuống ra khỏi cổng hết không cô? Ra khỏi cổng á. Dạ. Nó kìa mà không biết nó kìa là ai. Lúc đó là mặc áo khác. À, mặc áo màu xanh khác rồi, thành ra nhìn không hậu hết ra từ nào vậy dạ, tại lúc đó trời bão á. Sáng đầu chuyến bay mà mình qua Trung Quốc á. Dạ. Bị trễ giờ, xuống về tới Việt Nam là nó đã trễ khoảng 3 tiếng rồi. Nên là không có thời gian để thay bộ đồ khác.
à. Là tranh thủ chạy ra cổng trước. Làm sao để hai gia đình mình gặp được nhau? Dạ, tại vì lúc nói chuyện qua Zalo thì cũng có thấy mặt. Còn con thấy ấn tượng gì với mẹ vợ của con? Dạ, lần đầu tiếp xúc với mẹ mà qua Zalo á là mẹ nói chuyện lớn tiếng lắm. Mẹ mẹ khó gì lắm. Dạ. Lúc đầu là cũng ngại, sợ, sợ mẹ khó. Khó là một chuyện là mình quen con gái mẹ mà qua Zalo mà nói thương là ai tin. Dạ. Mẹ nói chuyện lớn tiếng nhưng mà thật chắc mẹ sợ mình không nghe. Mẹ nói chuyện lớn thôi. Chứ không có mẹ, thật sự mẹ hiền, mẹ nói sao dễ hiểu ta. Mẹ độ lượng, mẹ không biết giận hờn ai. Mẹ nhân hậu lắm. Tức là vợ em là ở Việt Nam. Dạ. Em là học bên, đi làm bên Nhật. Dạ. Làm bên Nhật. À, quen chỉ qua Zalo thôi. Dạ. Việt Nam và Nhật cứ gọi điện nói chuyện mà quen thôi. Dạ. Thật là lần đầu tiên cũng về, lần đầu tiên gặp cả nhà luôn. Cả nhà hết ra đón mà không biết, không biết mặt. Quen trên gia trên mạng xã hội bao nhiêu lâu? Khoảng gần 3 năm. Trời ơi. Dạ. Quá lâu luôn á. Dạ, nhưng mà là chính thức mà để gọi là thương cảm mến nhau thì khoảng hơn 5 rưỡi thôi. À. Dạ. Quê con là ở đâu? Con cũng ở Tây Ninh luôn, nhưng mà cũng xã kế bên vậy. Trời ơi. Trời có duyên quá ha. Dạ. Dạ, rồi sau đó kể từ ngày gặp nhau thì bao lâu mình mới tiến tới hôn nhân anh? Về nước đầu tháng 4 thì khoảng cuối tháng 6 là đám cưới luôn. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Trong quá trình làm rể là con có trở lại Nhật không? Dạ, sau này về rồi mình thấy cuộc sống gia đình cần hơn là công việc. Ở đây mình cũng làm việc được nên là công ty bển cũng có liên hệ là yêu cầu qua bển làm tiếp. Dạ. Nhưng mà không đi nữa, thế là thôi. Rồi về ở rể luôn. Dạ, ở mẹ có một mình vợ lặng thôi nên là ở chung với ba mẹ luôn. À, đó là lý do ở rể đúng không? Dạ. Con một. Con một. Rồi dạ. Khi mà về làm rể như vậy thì anh có gặp khó khăn gì không? Ở lúc đầu thì cũng bỡ ngỡ, ở khác gia đình mình cũng sợ. Rồi mình phải giữ khoảng cách rồi tìm hiểu với ba mẹ mình tính cách sao. Nhưng mà thực chất thì ba mẹ tính cách cũng rất là dễ. Nhưng mà con về, con bỏ chuyện công việc bên Nhật, con về nhà bà vợ con làm gì? Con làm nông dân. Với lại có tiệm sửa điện nhỏ ở cái cửa nhà, tại là con là nhân viên kỹ thuật. Rồi nhưng mà trong suốt thời gian đó anh cảm thấy là mình hợp với mẹ vợ điều gì? Cái hợp với mẹ là cái tính cách mình chi tiêu, không phải là mình keo hay tính toán gì mà mình phải hợp lý cái đồng tiền. Lại cách chăm sóc cho gia đình nữa. Tiêu chí là gia đình là trên hết. Lúc nào cũng vậy, với lại cách chăm sóc nhà cửa là dọn dẹp quét dọn, lúc nào hai mẹ con cũng dọn vệ sinh giường rồi nấu cơm rồi dọn dẹp bếp núc rồi. Với không có biết cản xe, không có biết gì con cản xe. Mẹ là y sĩ của trạm y tế lớn mà mẹ không có chạy xe được. Nên là mẹ đi học tê dữ lắm. Mẹ đi học thì con cũng chở đi vô học giùm mẹ luôn, tại vì di tính mẹ cũng không có rành, không có yếu. Đi đâu mẹ đi đâu cũng chở mẹ đi hết. Chở mẹ vợ đi suốt vậy đó. Dạ, đi suốt. Đi nấu cơm nấu nước nhà là ai nấu? Đa phần là bà xã con nấu nhiều hơn. Giỏi vậy ta. Dạ. Mà mẹ dở cũng... lắm. Mẹ không mẹ biết nấu nấu nữa. Được nhưng mà lên thì ăn thì hơi ngại. Sợ không có hợp khẩu vị á anh. Dạ. Thì rồi cũng khó nói đúng không? Ông xã nấu nhiều hơn rồi giờ tấn con lớn lên rồi con nấu cả mẹ nấu lên là bị chê cho nên không tham gia. Nói rể á, cái chuyện quan trọng nhất mà nó hay nhạy cảm nhất á là việc kinh tế. Tiền điện, tiền nước, tiền chi tiêu chợ búa này kia đó, thì cái đó là như thế nào nhỉ? Đó là mẹ lo hết phần đó, chỉ là vợ chồng là mà làm riêng, tính riêng thôi, lấy riêng thôi. Còn hả, ví dụ như lên một vụ lúa là được 95 triệu thì mẹ cho thêm 5 triệu nữa bỏ túi riêng. Trời đất ơi. Bé rung. Tại vì nói ngay, hai vợ chồng làm công nhân viên ở quê mà đâu có xài gì đâu nhiều. Cũng thoải mái, cũng lo cho con. Tại vì mình có con một mà cũng không có chi cho ai hết. Làm tròn số vậy đó. Làm tròn số. Hả, mua chị vàng thiếu, giả sử vàng 5 triệu đi, con có 4 triệu cho thêm triệu mua đủ không chị? Trời ơi. Quá là hay, tuyệt vời. Thương con tất cỡ như vậy á. Có bao giờ là con tặng quà hay là tặng tiền gì cho mẹ vợ không? Dạ có một lần này tổ chức sinh nhật cho mẹ. Là mẹ nói là từ nào giờ mẹ chưa có cái sinh nhật nào mà lớn vậy.
cười không rơi nước mắt mẹ cười mà trọng. Nước mắt mà cười quá đó, cô. Từ hồi đụng ba con tới giờ luôn mà ba con chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, giờ hai đứa con về đám cưới về sau đầu năm cuối năm cái làm sinh nhật hai vợ chồng cũng cười hai chồng cũng cười không vậy là con rể là quan tâm đến mẹ vợ lắm luôn á. Quan tâm tại vì con nó học cao, nó hiểu đủ thứ, rồi đi làm cũng nhờ con. Có điều gì mà mẹ vợ chưa thấy hợp với chàng rể không? Có, con á nó làm cực, nó kỹ tính, nó hay càm ràm vợ, không phải là càm ràm gì mà nói vợ á đúng. Hai phụ mẹ á, đừng có để cho mẹ làm hết, em phải làm phụ mẹ, ai cũng có công việc làm hết chứ cũng không có gì. Yeah. Mẹ với con cũng hòa thuận, vui vẻ, cũng hay chia sẻ. Hay quá nha. Yeah. Còn với anh thì không biết là có điểm nào mà mẹ chưa hiểu ý anh không? Muốn ba mẹ là bỏ cái bao bọc hai đứa tụi con nữa. Tại vì tụi con lớn rồi, tụi con sắp có con nữa rồi. Vợ giống như tiểu thơ, từ nào giờ là được bao bọc ba mẹ bao bọc. Giờ con về cũng vậy. Nên là ý muốn ba mẹ là bỏ chút thời gian nhỏ thôi để riêng cho ba mẹ nữa. Để tụi con còn bước ra xã hội, tụi con làm cha làm mẹ, để chăm sóc con tụi con sau này nữa. Bảo bọc quá rồi hư. Nhưng mà không biết là anh với vợ mình có chuẩn bị gì cho tương lai của gia đình, hoặc là cho đứa bé sắp chào đời chưa? Dạ có, cũng như là sắm đồ đạc rồi chuẩn bị đủ thứ rồi, ngay cả nơi mà mình tính sinh đó. Còn có cũng đã chọn 50 trước. Ngày nữa nha. Dạ à, cũng chọn địa điểm để sinh em bé xong xuôi hết rồi, giờ chỉ chờ đến ngày thôi. Có bao giờ mà vợ chồng cãi nhau trước mặt mẹ vợ không? Dạ có, 2-3 lần. Xong mình không tránh đi mình cãi trước mặt mẹ vợ. Tại vì trong gia đình là tiêu chí gia đình là trên hết, là lúc nào cái chuyện gì cũng phải có ba có mẹ đứng ra nghe. À, mà cãi là phải cãi cho tới cho tăng cái câu chuyện ra à, để được biết ai đúng ai sai. Nhưng chứ mà không... người ta thường nói là điều gì vợ cũng nên đúng đi, tại sao mình phải cãi ta? Sao được, nào là cái đó chứ. Có những đúng. Cái là nó ngoài tầm kiểm soát, mình phải nói cho hiểu chứ không phải là cãi. Nhưng mà những lúc đó thì căng thẳng như vậy thì mẹ là người sẽ bên ai? Mẹ không bên ai hết, mẹ nói chung là mẹ thiên về bên đúng thôi. Có giờ mà mẹ xử con sai lần nào chưa? Dạ chưa. Mẹ bên không à, cho con gái mẹ là sai không, con gái mẹ. Nên gái mẹ, con gái mẹ cứ mẹ bên anh thiên không, tám ngày không cưng. Trời ơi, cưng con rể quá ba, mà. Cưng con rể luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô đến chương trình này, cô mong muốn nhắn nhủ với anh điều gì? Mẹ mong muốn vợ chồng con là cũng giữ lửa như ngày nào. Dạ. Đi dậy hạnh phúc, là cha mẹ vui vẻ. Dạ. Không cần tụi con lo cho cha mẹ cái gì nhiều hết, tại vì giờ mình còn trẻ, rồi chừng nào già thì con lo tiếp. Nhưng mà anh là mấy năm rồi mới có em bé cô? Gần 5 năm à. Con nó bị bệnh hổm một lần là đi nhà thương nằm một tháng trời sốt. Do bị gì cô? Con không biết con gì cắn ngay chỗ cái giò đó mà nhiễm trùng kháng khuẩn. Cái con đó là bệnh viện nhiệt đới nói cực độc, cho nên sốt miết điều trị kháng sinh nhiều lắm. Chuyện còn cả 100 chai nước biển á. Kháng ơi. Sinh á là mỗi một ngày là ta 1 gram thôi, còn này 6 gram tính là bị vô sinh rồi. Tính chuẩn bị tới làm lúa xong tới cuối năm là khám vô sinh hai chồng. Rồi cái sau cái tháng sau cái báo là con trễ kinh rồi mẹ ơi, cái mẹ mừng. Dạ. Hôm nay thì cô vợ có gửi một lá thư cho gia đình, cô Linh sẽ đọc cho cả nhà cùng nghe nha. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, chào chú Quyền Linh và chào Lê Lộc. Thông qua chương trình, con muốn nhắn với mẹ. Mẹ à, lời đầu tiên con muốn nói với mẹ điều mà bao lâu nay con chưa từng nói. Con xin lỗi mẹ vì tất cả. Con biết mình đã làm sai rất nhiều, nhưng chưa bao giờ mẹ bỏ rơi con cả. Luôn luôn bên con cho đến ngày hôm nay. Từ lúc có chồng con, gia đình mình hạnh phúc hơn, phải không mẹ? Dù có nhiều lúc con ganh tị vì mẹ thương chồng con nhiều hơn con, nhưng con biết điều đó cũng là vì hạnh phúc của con, nên con không có gì nói nữa, không buồn nữa. Còn anh nữa, em biết nhiều lúc anh cũng khó với mẹ con em, nhưng đó cũng để gia đình mình hạnh phúc hơn, đúng không anh?
Từ lúc anh đến, anh đã cho em và con biết được thế nào gọi là hạnh phúc của một gia đình. Đối với em, như vậy là đủ lắm rồi. Em không cần gì nữa. Em chỉ mong anh và mẹ sẽ giữ mãi được tình cảm như vậy để gia đình mình mãi mãi hạnh phúc. Mẹ và anh nhé, con của mẹ, vợ của anh, Diễm Phúc. À, cái tên đẹp quá. Ủa nhưng mà sao đây là từ lúc anh đến, anh đã cho em và con biết được thế nào gọi là hạnh phúc là sao? Vợ em có một lần gãi gánh. Tức là vợ có một người con dạ, rồi. Riêng. À. Dạ. Hôm nay cũng có đi theo. À, dạ. Cái này cũng hơi nhạy dạ. cảm, bởi vì nếu mà em chăm sóc con riêng của vợ đó, dạ. hay là có khi nào em rầy la dạy con, mình có ngại mẹ vợ không? Dạ không, tại vì lúc đầu về mẹ cũng có nói trước là mình thương mình mới dạy. Còn nếu mình bỏ suông là mình không dạy là nghĩa là mình không thương. Nên là nói là, nhưng mà lúc nào nó cũng lúc thúc, chỉ biết mình có mình ba thôi, thì lúc nào cũng theo ba thôi. Thương lắm, nhiều lúc thương quá cô cũng la nữa, cô cũng rầy nữa. Con phải làm tròn trách nhiệm của con làm cha. Sợ mẹ rầy ha, mẹ nói mẹ buồn gì đó, con im im con không nói gì hết là không có được. Con phải dạy con nên người từ lúc còn nhỏ. Cô Linh nghĩ đây là một người đàn ông đúng là thực thụ của gia đình đó. Dạ. Vừa chăm sóc con riêng của vợ, vừa lo lắng cho vợ, dạ. cho một đứa con tương lai của mình, dạ. vừa lo cho mẹ vợ luôn, chở mẹ vợ đi dạ. công việc đi làm rồi nấu nướng cho mẹ vợ, rất là tuyệt vời. Và cái sự thương yêu của mẹ vợ đối với em á, dạ. cũng là number dạ. one luôn. Chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là đáng nhớ. Hai mẹ con đã nói ra rất nhiều cái câu chuyện trong dạ. gia đình. Yeah. Và hy vọng nó vẫn là như thế, mãi mãi là như thế. Chúc gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Cảm ơn chương trình. Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu gửi tặng cô và anh. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Con xin cảm ơn cô và anh đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chương trình. Dạ, xin cảm ơn cô, cảm ơn anh. Cảm ơn món bánh tráng hồi nãy nha. Đặc sản trong bàn. Đặc sản trong bàn.